Đây, đây là cái mặt tiền sau, thông ra tới 3 tháng 2 luôn nha mọi người. Đó. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xây Nhà Online, kênh review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Tức là ở ngay giữa video á, em có để số điện thoại của chủ nhà cho mọi người liên hệ trực tiếp luôn nha. Thì hôm nay á là em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 5 tầng có hai mặt tiền trước sau, nằm ở đường Thành Thái nha mọi người. Thì hiện tại á là em đang đi ngay đường này là đường Thành Thái nè mọi người. Và đi tới cái đoạn này á là mọi người sẽ phải, thì đây là cái hẻm số 3 Thành Thái. Mọi người sẽ quẹo vô đây nha, là có cái căn nhà mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người đó. Đây, như mọi người thấy, cái hẻm số 3 Thành Thái á là một cái hẻm rất là lớn nha. Là xe hơi là đi được khoảng chừng là 2-3 lên luôn nha mọi người. Đó. Và trong đây là em như em thấy á, mặc dù là hẻm nhưng mà là cũng có đầy đủ tiện ích luôn. Mọi người thấy không? Có quán cà phê, có cái chỗ chăm sóc da nè. Thì mọi người cứ men theo cái đường này, mọi người đi thẳng thêm tí xíu. Đó, sau khi vào hẻm số 3, mọi người đi đâu là nó tầm khoảng chừng 100m đó. Đó, mọi người nhìn bên tay trái nè, đây là cái ngã ba bên tay trái thứ hai. Mọi người quẹo vô cái hẻm này nha mọi người. Rồi mọi người chạy thêm, sau đó là tầm khoảng chừng là 40-50m nữa. Và mọi người nhìn bên phía tay phải á, đó, đây là cái nhà mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người nè. Và đây là căn nhà mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người nè. Thì nhà mình á, có cái địa chỉ á, là 3/51/18 đường Thành Thái, phường 14 ở quận 10 nha mọi người. Và đây là cái đường trước nhà của mình nè, rất là rộng rãi luôn nha, hơn 4m. Em nghĩ là chỗ này là xe hơi 4 chỗ vào được tới tận nhà luôn á. Và nhà chúng ta là nằm ở cuối hẻm cho nên rất là yên tĩnh nha mọi người. Đó, và đây là cái không gian bên ngoài nhà chúng ta nè, nhà tới 5 tầng luôn nha. Rồi em sẽ đi vô bên trong, em quay khu vực bên trong cho mọi người xem. Thì nhà mình có cái diện tích bề ngang là 4m8, bề dài là 7m rưỡi, kết cấu là một lửng hai lầu sân thượng, giá đang kêu là 6,5 tỷ. Và nhà ở hướng tây bắc nha mọi người. Đây là không gian bên trong nhà nè mọi người. Đó, đây là cái khu vực ở dưới trệt. Nhà chúng ta có cái bề ngang rất là rộng nha. Ở bên đây là cô chú chủ nhà đang để chỗ làm phòng khách nè, chỗ để tivi, bàn ghế. Rồi em sẽ đi tiếp xuống ngay khu vực ở đằng sau nha mọi người. Thì ở đằng sau á là cầu thang nằm bên tay phải nha. Đó, còn bên phía tay trái sẽ là cái khu vực bếp, chỗ để tủ lạnh nè, chỗ để chén dĩa nè, và bếp ở đây nha. Rồi ở đây sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp lên khu vực ở trên tầng lửng, em quay cho mọi người xem nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp lên khu vực tầng lửng, mình quay cho mọi người xem nha. Do phòng là có người ở á, cho nên là mình không có quay cái phòng ngay tầng lửng được. Mình sẽ quay cái ở phía bên ngoài đây nè. Đó, phía bên ngoài của khu vực tầng lửng nè. Do nhà nhiều người ở á, cho nên là đồ hơi nhiều nha mọi người. Chỗ này thì có thể tận dụng làm cái kho hay là cái chỗ làm việc cũng được nha mọi người. Nè, không gian rất là rộng luôn á, nhưng mà do để nhiều đồ thôi nha. Còn bên phía tay trái ở đây nè, sẽ là cái nhà vệ sinh ở cái tầng lửng nè mọi người. Đó, rất là ok luôn nha. Và đây là cái không gian nhìn dưới tầng lửng nè. Ở đây á là nhà mình hoàn công á, thì anh chị có thể đổ hết cái phần này ra để làm một cái lầu luôn cũng được nha. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp lên khu vực lầu 1 quay cho mọi người xem. Thì nói chung á là nhà này á là cô chú ở đó giờ chính chủ luôn, chưa hề qua đầu tư nha. Và nhà ở ngay trung tâm, rất là thuận tiện mọi hướng nha mọi người. Rồi đây là khu vực ở ngay lầu 1 nè mọi người. Thì phòng á là đang có người cho nên là không có mở cửa phòng ngoài được. Em sẽ quay cái phòng bên đây cho mọi người xem nè. Đây, đây là khu vực ở trong phòng nha. Đó, phòng cũng rất là rộng rãi luôn nha mọi người. Chúng ta có thể để được cái giường ở đây nè. Đó, phòng rất là rộng luôn nha. Rồi, ở đây là chúng ta có thêm một cái ban công và một cái cửa sổ nữa nè mọi người. Đó, mà cái ban công cũng đang khóa luôn rồi, không có mở ra được. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp qua bên cái khu vực nhà vệ sinh, em cho mọi người xem. Đây, đây là cái phòng nhà vệ sinh của ngay lầu 1 nè mọi người. Nhà vệ sinh là cực kỳ rộng luôn nha. Đó, tuyệt vời. Ở đây là có thêm một cái khoảng trống rất là lớn, mọi người có thể để một cái máy giặt ở đây cũng được nha. Bây giờ em sẽ đi tiếp lên khu vực lầu 2, em quay cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp lên khu vực lầu 2 nha. Thì kết cấu cũng khá giống với lầu 1, đó là cũng có hai phòng. Và cái phòng này hồi nãy dưới lầu 1 không quay được nè, mình sẽ quay cho mọi người xem ở lầu 2. Thiết kế y chang luôn nha mọi người. Đó, phòng cũng rất là rộng nha.
Và đặc biệt á là ở đằng sau chúng ta có một cái ban công sau, vì nhà chúng ta tới hai mặt tiền luôn nha mọi người. Đây, đây là cái mặt tiền sau, thông ra tới 3 tháng 2 luôn nha mọi người. Đó, rất là rộng luôn nha mọi người. Ở đây là sau này chúng ta muốn trổ cái mặt tiền sau là cái làm đơn xin phép nha, và chúng ta trổ ra được cửa mặt tiền sau luôn. Nhà rất là tiềm năng luôn nha mọi người. Rồi, bây giờ em sẽ đi tiếp vô trong cái phòng còn lại cho mọi người xem nè. Đây, đây là cái phòng còn lại nha mọi người. Đó, kết cấu là khá giống ở dưới lầu 1. Và trên đây em quay cái ban công cho mọi người xem nè. Đây, đây là cái ban công, nhìn ra đường trước nhà chúng ta nè. Đó, rất là rộng rãi nha mọi người. Hẻm là khoảng 4m nha. Và bên đây là, em nghĩ là đất dự án nè mọi người. Đó, đất trống rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ là sẽ tiếp qua cái khu vực nhà vệ sinh còn lại nha. Đó, cái chỗ này thì là cô chủ nhà nói á, là để chừa cái chỗ này là để là máy giặt hay cái gì cũng được nha mọi người. Đó, máy giặt sẽ xả trực tiếp vô nhà vệ sinh luôn. Rồi, bây giờ em sẽ quay tiếp khu vực sân thượng cho mọi người xem nha. Rồi, bây giờ em sẽ đi tiếp lên khu vực sân thượng, em quay cho mọi người xem. Thì ở sân thượng á, đây có một khoảng trống là cô chủ nhà đang tận dụng làm chỗ để máy giặt nha mọi người. Còn ngoài đây là sẽ là cái ban công ngoài sân thượng, thì là trên đây cô chú nhà đang tận dụng làm chỗ trồng cây hoặc chỗ phơi đồ cũng đều hợp lý nha mọi người. Đó, nhà chúng ta là tới hai mặt tiền lượng nha mọi người, mặt tiền trước và mặt tiền sau. Đây là cái mặt tiền sau nè. Đó, thông ra được tới đường 3 tháng 2 luôn nha mọi người. Đó, cái view nhà chúng ta rất là rộng luôn, mọi người thấy không. Còn đây là cái view bên hông nè, là có đây có nguyên cái khu đất dự án đó mọi người. Chỗ này chắc là sau này sẽ xây một cái tòa nhà văn phòng nha.